mà nó giống như là cái gì nó giữ lại mình nhỉ, nó đẹp nó đắm mình á, xong rồi mình phải là đạp mạnh nhá, nước xuống nhá, thế trong lúc đi lên á thì sao, không cần đạp gì hết, chỉnh kia là bằng đáy thôi, mà nó kéo mình đi, cần dốc cầu chống lên luôn luôn, nó cực là lạ, nó không có chắc khúc gì hết cả, mà không phải là xe trong đảo đi chưa không, xe đất đi xe nước ngoài đến đây cũng là cũng nào, cứ mỗi đến con đường này là cứ một loạt khoảng 100 mét mới là con đường như thế rồi. Xong người ta bấy người các khoa học á, người ta không có nghiên cứu ra rõ ràng 100%, người ta vẫn có khi mấy cái người khoa học ta biết, nhưng mà người ta không có khai ra cái thông tin rõ ràng để sao, để thành một cái con đường lạ kỳ bí để cho nhiều người người ta đến người ta khám phá, thì thành một cái khu du lịch đúng không nhỉ. Ở cái đến cái bây giờ á, nhiều người có người ta nói là tại như vậy, tại kiểu kia ảo giác hoặc là như thế nào, những người thì nói là cái hoàn cảnh xung quanh nó làm cho mình nhìn thấy ngược như thế, nhưng mà sẽ không có cái nào rõ ràng nha. Và cái đến cái bây giờ có cái con đường kỳ bí của đảo Jeju là rất là nhiều người đến đều nó dựng để xem, thì cái bây giờ mấy cái khu vực đó là có mấy cái quán ta mở ra bán, thì khách đến thì là người ta có cái mua ăn vặt chơi, thì nó thành một cái khu du lịch nổi tiếng nha. Và cái đoàn nào ai cũng đến đảo Jeju để đến đường này nha, rất là hay luôn nha. Ở cái một lát á, mình sẽ là ngồi trên xe, bắt tài xế đắt máy, mình ngồi trên xe, mình nhìn thấy rõ ràng thì bắt tài đắt máy, mò xe nó chạy, nhưng mà xe biết mình xe to đúng không nhỉ, xe mình xe ô tô á, nhẹ hơn, nó chạy chậm hơn, xe mình thì nặng hơn, chạy nhanh hơn, thì giống như là có khi gia đình mình á, mình đi đến nơi công viên mình thấy hơi không khỏe, thì có khi con ma nó đắm bớt. Ở khi người ta nói là con đường ma quái, con đường kỳ bí hoặc là con đường huyền bí, dạ là như thế nha. Ở khi gia đình mình này, người ta giống là kỳ lạ quá, người ta thấy có con ma nó đẩy hay là có cái gì, người ta mới là nói là đặt tên là như vậy nha. Xong á thì mình cứ ngồi trên xe, mình đi ngang qua, rõ ràng mình sẽ là nghiên cứu ngồi trên xe, xong một cái bắt tài liệu vào vô trong công viên tình yêu, công viên tình yêu nó nói nhiệm với lại con đường ma quái, thì vào vô trong chỗ công viên tình yêu á thì sẽ gian sẽ là trong địa điểm tập trung là trên xe ha, xong gian cũng chạy đến cái chỗ vé thì gian sẽ là phát cho gia đình vé, thì gian sẽ là cũng thông báo dẫn dắt gia đình mình mấy giờ ra ngoài có mặt để mình còn gian tối. Sau gia đình mình phải ăn tối xong sau đó con giống như là đá đầu rồng á, thì lúc con đường về mình đi tham quan nhé, nhà con đường về. Tại ở đây á buổi tối người ta cũng chiếu đèn lên, mình nhìn thấy cũng đẹp lắm, dạ. Buổi tối nó cũng có đèn, nó cũng sáng, và mình cũng đang ngắm và cảm cũng được, dạ. Để đi như vậy á thì nó mới thường cũng được hơn á, dạ. Thì nhưng mà tại sao người ta phải là xây cái công viên tình yêu trong cái đảo Jeju? Nhưng mình không có ngại nha, cái này là không phải người đâu, không phải người thiệt nha, không có giống như Thái Lan nha, nhưng mà sẽ người ta xây bằng cái bức tường. Ở đây á em bé từ ở dưới 3 tuổi á mới vào được, 3 tuổi mới vào được, từ 4 tuổi người ta cũng không cho vào, tại sao thế đó, mấy đứa 4 tuổi nó cũng biết. Nó chưa có trong đoàn mấy em bé 4 tuổi cho vào, hỏi là mấy tuổi, 4 tuổi nó là không được không được, cái chị đó là trời em bé 4 tuổi nó vô, mà mấy chị đứng đó là bà ơi cô ơi 4 tuổi tôi nó nhìn tụi nó cũng biết. Dạ ở cái 4 tuổi là không được, đến tới 19 tuổi cho lên xem được, lúc trước là 18 tuổi ha, bây giờ người ta tăng lên 1 tuổi rồi. Dạ ở cái nhưng mà tại sao người ta phải xây đây, đây là người Hàn Quốc á, trong nước người ta đi trùng từng răng mặt á nhiều nhất là trong đảo Jeju. Gia đình mình đến nơi khu vực khác, đất liền hoặc cái nơi khác á, mình nhìn thấy nam nữ người ta mặc đồ giống nhau là người yêu với nhau thôi. Nhưng mà ví dụ mình đến nơi đảo Jeju này, mình thấy ai mà mặc đồ giống nhau á thì mình biết là hai vợ chồng đi tuần trăng mật. Giống như mình yêu với nhau, mình cái gì cũng muốn giống nhau, đồng hồ cũng giống nhau, và quần cũng giống nhau, áo cũng giống nhau, nó thích thì phải mặc cùng với nhau vậy. Thì đi ho đi buôn á, mình đảo Jeju thì mặc đồ giống nhau. Thì sao hai vợ chồng mới kết hôn, mình đâu có rành đâu, đốt nha, mình lớn thì mình cũng biết một chút chút thôi, chứ mình đâu có rành rành chính xác là được. Xong rồi cái mời ra vào trong đây thì trước khi ngày tân hôn thì người ta vào trong đây đi khám quá, đi ngang qua
đi ngang qua xong rồi cái mình sẽ là học xong rồi đi về xong rồi giải quyết nha. Thế trong đạo Chúa đó người ta phải là xây cái công viên tình yêu thì có cái lý do là như vậy. Nhưng mà chắc trong đoàn mình là rất nhiều người là thầy giáo hết rồi á, nha, thầy giáo hết rồi, nha. Chứ không có ai vào trong đây là chắc không có cần ai mà hướng dẫn đâu, nha. Có khi mình là giỏi hơn mình sẽ hướng dẫn người ta nữa. Ngay như đầu trước á, ngay đầu trước á có bác mà cao tuổi á, bác chèo dàng đây là, bây giờ á, giống như là chú vào trong đây chú sẽ xem thử, để cái nào thiếu á thì chú sẽ là giải thích giống như chỉ cho. Xong rồi cái lúc đi ra xe chúng nói là tao vào trong đây á, tao sẽ là chỉ cho cái bảo tàng này làm thêm cái ba cái mẫu thêm nữa. Dạ, cái chồng nói là dạ dạ đúng rồi bác thì rất giỏi lắm, dạ thầy